rượu chè bầm bắt đầu phê. Thôi không sao, phải tập dần, tập dần để cho mình có thêm động lực, có thêm kinh nghiệm để uống rượu. Không nôn được nữa thì bọn tao còn lo cho mày. Măng khăn chưa? Còn mấy cái đệm, nhà còn mấy cái đệm? À đúng rồi, còn cái này đúng không? Lát nữa bỏ cái này ra. Bỏ cái này ra mai giặt thay cái ga mới. Chú cường chê khóc. Khăn nhanh lên. Mày no, mày nôn chán đi. Đúng vậy, không nôn được nữa thôi, để tao lo cho mày. Xong ra đây nào. Ra đây nào để tao lo cho mày. Hết rồi. Cứ nôn đi. Điên à? Lát nữa mày lại nôn tiếp thì mày xem. Cứ ngồi khoảng 15 phút nữa. Nôn bây giờ thay quần áo đi. Ông ngoài đi tìm lượng kéo để uống một vài chén ly mẹ. Thằng này nó không biết uống. Uống mấy chén ngủ mẹ ra đây luôn. Bà ơi, nôn nước bà ơi. Điều tao còn dọn đây. Trời ơi. 10 phút nữa nhá, 10 phút nữa nôn nốt thì bà tao còn dọn cái này lống này. Chú Đức ơi, mai thịt mèo này, lại làm vườn nữa rồi. Đức xè vãi lìn rồi. Phi. Mày tính như mấy cặp tình nhân uống say, chỉnh nhau, chỉnh.